Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Long, phòng kỹ thuật công ty Trung Đông. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình âm thanh và cài đặt còi không dây vào trung tâm báo động GSK A5 Wi-Fi CDM. Thì để cấu hình âm thanh thì đầu tiên các bạn sẽ vào app Smart Alarm. Sau đó các bạn sẽ chọn thiết bị chúng ta cần cấu hình. Các bạn sẽ chọn là cài đặt thiết bị. Sau đó các bạn sẽ chọn mục cài đặt âm thanh. Trong mục cài đặt âm thanh thì chúng ta có thể điều chỉnh âm lượng còi. Các bạn có thể chọn âm lượng cao, thấp hoặc là im lặng. Ngoài ra các bạn có thể chọn thời gian báo động. Ở đây sẽ được tính theo từng phút, thì các bạn sẽ chọn là 1 phút, thấp nhất là 1 phút và nhiều nhất là các bạn có thể chọn được là giờ. Để cài đặt còi không dây thì đầu tiên các bạn sẽ kích hoạt còi không dây lên. Sau khi kích hoạt, các bạn sẽ nhập cái mã còi không dây vào ứng dụng. Các bạn sẽ nhập đúng cái số đó vào đây. Sau khi nhập xong thì các bạn sẽ nhấn OK. Và tại mục âm nhắc nhở, bật tắt là khi mà các bạn kích hoạt cái tính năng này lên thì chúng ta sử dụng qua remote thì trên còi không dây sẽ phát ra âm thanh cảnh báo cho chúng ta biết là chúng ta đang thao tác thành công bật hoặc là tắt trên remote. Và bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem còi không dây này nó hoạt động như thế nào. Đó, chúng ta sẽ bật nguồn. Thì lúc nãy mình có kích hoạt tính năng âm thanh bật tắt cảnh báo trên còi không dây thì chúng ta sẽ thử. Ở đây mình sẽ tắt báo động. Đó, như các bạn đã thấy thì khi mà chúng ta tắt báo động, bật báo động thì mỗi lần thao tác ở đây thì trên còi sẽ phát ra âm thanh cảnh báo. Và bây giờ mình sẽ nhấn thử SS. Vậy là mình cũng đã hướng dẫn các bạn xong cách cấu hình âm thanh và cài đặt còi không dây vào trung tâm báo động GSK 5 Wi-Fi CDM. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn những video sau. Xin chào tất cả các bạn.